Xin chào các bạn nhé. Thì hôm ngày hôm nay thì vẫn là tiếp tục về phân bón đúng không? Đấy, thì trước khi mà nói về nhân vật chính của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói qua một chút về chuyện trồng cây trước nhé. Thì về chuyện trồng cây đi. Thì sau một thời gian dài chúng ta trồng cây ý, chúng ta sử dụng khá nhiều một số các loại phân vô cơ này. Ý mình là một số các loại phân mà đầu tư mạnh vào ba yếu tố là đạm, lân và kali ấy. Thì mà quên không biểu bổ sung thêm yếu tố vi sinh này, thì cái đất trồng của chúng ta nó cũng dễ bị cháy sần nữa. Đấy, bởi vì sau một thời gian dài thì cây trồng nó lấy đi dinh dưỡng từ đất cũng khá là nhiều. Đó, để điều này thì được thể hiện rõ hơn khi mà chúng ta trồng cây ở trong chậu này. Đấy, đấy, bởi vì cái giới hạn cái cây trồng lấy đi dinh dưỡng từ đất ý, thì nó cũng chỉ nằm trong cái không gian của chậu ấy thôi. Đấy, cho nên là sau một thời gian dài chúng ta trồng cây thì mặc dù là chúng ta vẫn bón đầy đủ đạm, lân và kali đấy, nhưng mà cái cây trồng thì nó cũng đã bắt đầu có cái sự hiện tượng là sinh trưởng chững lại rồi. Tức là nó không thể lớn nhanh và mạnh giống như là lúc đầu chúng ta mới trồng nữa. Đấy. Hoặc là mình lấy thêm ví dụ khác nhé. Đó chính là sau khi mà đất trồng của chúng ta trải qua khá là nhiều vụ rau đi. Mà rau thì chúng ta biết là cái loại cây trồng mà lấy đi dinh dưỡng nó kinh khủng như nào rồi. Đấy, thì đất trồng của chúng ta thì cũng sẽ có hiện tượng là thiếu dinh dưỡng này. Đấy, và bắt đầu trở nên xấu đi này. Đấy, vậy thì lúc này đấy, bắt buộc là chúng ta sẽ phải bổ sung thêm yếu tố vi sinh thôi đúng không? Đấy, tức là chúng ta sẽ sử dụng một số loại phân gọi là phân hữu cơ đấy. Đấy, chứ không phải là tập trung mạnh vào phân vô cơ như trước kia nữa. Đấy, và việc mà chúng ta sử dụng phân hữu cơ để bón cho đất thì đó cũng chính là công việc mà chúng ta đang góp phần cải tạo đất đấy. Đấy, để có thể là tăng năng suất cây trồng của chúng ta đấy, nhiều lên đúng không nào? Đấy, và cái loại phân bón mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu này đấy, nó cũng có cái công dụng gọi là đặc hiệu như vậy. Đấy, chúng ta cùng xem qua nhé. Đấy, nói dài một chút về chuyện trồng cây rồi, nhưng mà ắt cũng chỉ là để là đấy, khiến chúng ta có thể là dễ hình dung về cái loại phân mà mình cầm trên tay này thôi. Đấy, ok, thì cái loại phân mà trên tay mình đang cầm đây thì nó có tên gọi chung là tên thương mại tại Việt Nam nhé, chính là phân gà nén Dynamic. Còn cái tên quốc tế của nó thì đây, đấy, chính là tên là Dynamic Camel Vinap này. Đấy, và cái loại phân này thì nó được đựng sẵn trong cái túi 1kg như thế này. Đó, đấy, rất là to đúng không? Đấy, và khá là nhiều nữa. Đấy, phân gà nén nhá. Đấy, bởi vì nó không phải là dạng bột đâu mà nó thuộc dạng kiểu viên nén ấy. Đấy, tí nữa thì mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, thì nói chung về phân này thì bên vườn mình đã sử dụng rồi và mình thấy là nó cũng rất hiệu quả nữa. Đấy, hiệu quả như nào thì chúng ta sẽ cùng xem qua một chút về cái phần là thành phần này. Đấy, cũng như là về phần công dụng này. Đấy nhá, chúng ta cùng xem qua về phần thành phần nhá. Đây thì đấy, mặc dù là về thành phần thì có đầy đủ đạm, lân và kali này đấy, nhưng mà cái phần trăm mà nó chiếm thì rất là ít, chỉ vào khoảng là 2,5% thôi đấy. Nhưng mà chúng ta nhìn cái để ý cái thành phần này gọi là phần chất hữu cơ này chiếm tới tận 60% cơ đấy. Chính cái phần chất hữu cơ mà nhiều này đấy, nó sẽ có tác dụng đấy, khá là thú vị sau đây này đấy. Đó chính là cải tạo này đất xấu hoặc là rất xấu này, đất bạc màu này đấy, đất có cấu trúc rỗng hoặc là có nguy cơ bị nén như là đất cát này, đất sét này, thấy chưa? Đấy. Đấy. Đấy, chúng ta rất khó để có thể mà tìm được cái công dụng này ở một số các loại phân vô cơ đúng không? Đấy, nhưng với cái loại phân gà nén này đấy, thì nó góp phần nó giúp cải tạo đất của chúng ta đấy, bổ sung dinh dưỡng cho đất của chúng ta đấy, giúp cây trồng đấy, giúp cây trồng không bị trải qua cái giai đoạn gọi là giai đoạn này. Đấy, thật không? Giúp đất trồng của chúng ta không bị trải qua giai đoạn gọi là giai đoạn là thoái hóa đấy. Đấy, mình hay gọi là như vậy. Chưa nào? Đấy. Rồi, thì về đặc điểm, thành phần và công dụng thì chúng ta có thể đọc qua tại trên bao bì. Hoặc là mình cũng sẽ copy phần này để mình dán vào phần mô tả để chúng ta có thể tham khảo thêm. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì có một số cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái loại phân gà này. Đấy, đó chính là loại phân này. Đấy, không, đó chính là loại phân gà này thì không thể sử dụng để thay thế một số loại phân vô cơ của chúng ta nhé. Đấy, bởi vì như chúng ta thấy đây là cái thành phần là đạm, lân và kali này, mặc dù có nhưng mà nó chiếm số lượng khá là ít đúng không? Cho nên là nếu mà chúng ta cứ sử dụng loại phân gà này để bón liên tục cho cây đấy, thì nó cũng khiến cây trồng của chúng ta cũng không thể nào mà sinh trưởng phát triển thuận lợi nữa. Đấy, cho nên là nó có cái dòng lưu ý ngay đây này. Đấy, phân này có thể dùng chung với các loại phân bón khác. Đấy, thấy chưa? Đấy, chúng ta dùng để chúng ta cải tạo đất là chính đấy, và nó giống tương tự như là phân lân đấy. Nhưng mà khi mà trong quá trình
chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta vẫn phải liên tục bón thêm một số loại phân khác nhé. Đấy. Về cái khoảng thời gian bón ấy thì về liều lượng ấy thì nói chung là đã ghi rõ trên bao bì đấy rồi. Còn về cái về tần suất bón ấy thì vì nó là phân gà nén mà nó tan rất là chậm, cho nên là với cây rau ấy mình đã sử dụng để bón cho rau rồi thì mình bón với tần suất là 1 tháng 1 lần thôi. Đấy, còn với những cây nào mà cây gỗ đấy, sống lâu năm ấy thì mình sẽ bón là khoảng 2 tháng 1 lần chưa đấy, để nó cũng tối ưu được cái công dụng của loại phân này. Ok đấy, thì ngay sau đây thì mình sẽ cùng mở gói này ra và cho các bạn xem qua về cái hình dáng của loại phân này nhé. Đây, và đây chính là trên tay, đây chính là cái hình dáng của phân gà Dynamic đấy, khi đã mở ra. Để chúng ta có thể thấy đây là nó sẽ có hình dạng là những viên nén như thế này đấy, rất là chắc nhé. Và có lẽ là chúng ta sẽ phải dùng khá là nhiều lực đấy để có thể là bẻ đôi ra được. Ok đấy, rất là chắc như thế này chưa? Này. Và tất nhiên là khi mà giới thiệu sản phẩm phân bón ấy thì có lẽ là mình sẽ phải dùng găng tay. Nhưng mà đây là mình đang dùng tay không, cho nên là nó cũng không được là vệ sinh lắm đấy. Tí nữa thì mình sau khi mình review xong cái loại phân bón này thì mình sẽ đi rửa tay bằng xà phòng nhé đấy, để đảm bảo vệ sinh. Ok, vậy thì cách sử dụng loại phân này thì nó cũng rất là đơn giản thôi đấy, với dạng viên nén này nhé. Đấy, vì nó là loại phân tan chậm mà đấy, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng loại phân gà này để chúng ta rắc đều xung quanh gốc cây đấy. Rắc đều xung quanh gốc cây thì có hai kiểu, đó chính là chúng ta cứ rắc lên thôi đấy, sau đó chúng ta phủ đất lên, hoặc là chúng ta đấy, hoặc là chúng ta đào đất xung quanh gốc cây này đấy, sau đó là rắc cái loại phân này xung quanh đấy, và sau đó là chúng ta cũng lấp đất lại đấy. Ok trên nào đó. Nói chung là sử dụng cũng rất là đơn giản, bởi vì cái liều lượng sử dụng loại phân này thì nó cũng ghi rõ trên bao bì rồi đấy, chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể định lượng được. Và khi mà chúng ta bón thì chúng ta cố gắng là dùng khá là tiết kiệm thôi đấy, chúng ta đừng có rải nhiều quá đấy, nó cũng không tốt cho đất và cây trồng đâu. Ok đấy, thì về loại phân gà Dynamic ngày hôm nay thì mình nói chỉ sơ qua như vậy thôi đó. Các bạn có lẽ là các bạn cũng sẽ có khá là nhiều câu hỏi đấy, vậy thì chúng ta sẽ để dành cái phần câu hỏi đấy ở phần comment nhé đó, và mình thì cũng sẽ trả lời các bạn để chúng ta có thể hiểu chi tiết hơn về cái loại phân gà trên tay mình này đấy. Và trong video lần tới thì mình cũng sẽ giới thiệu thêm một số các loại phân mà hữu ích khác nhé đấy, và cũng mong là các bạn sẽ đăng ký kênh đấy, và follow thêm đấy, để có thể theo dõi mình qua nhiều video thú vị hơn. Ok, thì video giới thiệu về phân gà Dynamic ngày hôm nay của mình đến đây là hết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.